anh chị để bỏ quên cái tài sản của mình có nhiều cái căn nhà nắm nắm để không không hề bước chân vào đấy là mình đã coi thương cái tài sản của mình đến khi mình cần tiền bây giờ mình cần bán rồi thì mình gọi người đến như định vô kiểm tra thì biết cái tài sản đấy thật sự nó rất là đẹp nhưng mà do mình không quan tâm đến nó không cho thuê đến nó và mình quên nó làng quên nó đó là đã cỏ tội với cái tài sản của mình nên cái điều muốn thoát được cái điều đấy thì có ba cách cách thứ nhất đấy là mình xác định điều mình muốn mình muốn cái gì mình muốn cái bất động sản hay mình muốn tiền hay mình muốn sức khỏe hay mình muốn có cả bất động sản có cả tiền có cả sức khỏe thì điều đầu tiên cần phải chọn điều đầu tiên đấy là sức khỏe cái điều thứ hai là cần phải xác định không thể cái nào cũng muốn được cả ba cái được không thể nào nờ cũng muốn giảm và bất động sản cũng muốn giữ thì chỉ có một cách tăng việc kinh doanh hoặc cái ngành nghề khác nhưng với thời điểm này nó cũng không hề dễ dàng gì như vậy và cuối cùng chỉ có một cách là cắt lồ bạn lồ và cái lời khuyên của đình thì đình mình chia sẻ với anh chị đấy là mình giảm hết tất cả những cái chi phí tăng cái doanh thu những cái bất động sản nào khai sản được tiền cỡ cậu đầu tư là một ít và cho thuê ngay rẻ cũng cho thuê để có những cái dòng tiền chi trả cái lãi suất hàng tháng bởi vì mình bạn bây giờ đâu phải là việc à, bọn giả mong muốn của mình không phải là dễ dàng bạn cái thứ hai để là mình cắt ngay những cái tài sản mà mình không thể ôm nổi thì có thể mình cắt đi bạn rẻ 50 phần trăm so với giá thị trường 50 trăm so với mình cắt lỗ thậm chí có thể gọi là cắt lời nhưng mà mình lại giảm được cái tiền lãi suất mình là tìm được cái cơ hội khác tiềm năng hơn đầu tư đó là một cùng những cái cách đầu tư hoán đổi tài sản một cách khôn ngoan